Switching up, I sold my soul a good price. Out of sight, my hoe got talent, right? Whole squad ran, do that shit, yay. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến với top 9 loài động vật đẹp nhất ở Bắc Cực. Bắc Cực được biết đến là nơi vô cùng khắc nghiệt, với khối lượng băng tuyết bao phủ quanh năm. Tuy nhiên, ở đây có một số loài thích nghi với môi trường sống vô cùng tốt, như là cá voi trắng, cáo tuyết và một số loài khác, vân vân. Nào, đầu tiên chúng ta cùng đi tìm hiểu về cáo tuyết. Cáo tuyết có thân hình nhỏ bé với chiều dài khoảng từ 46 đến 68 cm và thích nghi rất tốt với môi trường lạnh giá. Vào mùa hè, những con cáo tuyết khoác lên mình những bộ lông nâu. Nhưng đến khi mùa đông thì có một điều kỳ diệu xảy ra khi toàn bộ chiếc áo của chúng được chuyển sang màu trắng. Việc thay đổi màu sắc của lông này có tác dụng lớn đối với chúng trong việc ngụy trang để săn bắt con mồi và các món ăn ưa thích của nó như là chuột, hải cẩu non, cá cũng như chim biển và một số loại trái cây như quả mọng và rong biển. Vị trí thứ hai chính là gấu Bắc Cực. Gấu trắng là một biểu tượng của vùng Bắc Cực và con vật đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhắc đến vùng lạnh giá này. Chúng tồn tại trong môi trường lạnh đến khắc nghiệt, bởi lẽ chúng sở hữu một lớp mỡ với bộ lông rất dày. Đồng thời, gấu trắng cũng là những kẻ săn mồi sắc sảo, nhanh nhẹn chứ không hề chậm chạp với vẻ bề ngoài to tướng của nó. Chúng còn được mệnh danh là chúa tể vùng Bắc Cực. Ước tính số lượng ở Bắc Cực, loài động vật này có một quần thể đông đảo lên tới 16.000 đến 35.000 con. Ở vị trí thứ ba không con nào khác, đó chính là cá voi trắng. Cá voi trắng là một loài cá nhỏ nhất trong các loài cá voi, kích thước từ 4m đến 6m và nặng đến 1,3 tấn. Chúng thuộc loài động vật hiếm nhất hành tinh và ít ai có thể nhìn thấy chúng, đặc biệt khi khoác lên mình một màu trắng tinh khôi. Với sự vô cùng thông minh của mình, trong một quần thể cá voi trắng luôn có sự phân chia xã hội và các giao tiếp đặc biệt với nhau. Về độ phân bố thì chúng sống chủ yếu ở vùng biển Bắc Cực. Người ta thường phát hiện chúng ở khu vực biển Alaska, Canada, Greenland và Nga. Xin mời các chị em cùng tôi đến với vị trí thứ tư, đó chính là thỏ Bắc Cực. Thỏ Bắc Cực có đặc điểm giống với cáo tuyết khi chúng có cơ chế tự đổi màu lông xám vào mùa hè và trắng vào mùa đông, cũng bởi lẽ chúng luôn là kẻ bị săn trong chuỗi thức ăn. Bản năng sống của chúng rất hay khi có khả năng tích tụ dự trữ mỡ vào mùa hè, mùa đông đến. Ngoài bộ lông dày, thỏ Bắc Cực thường đào hang và chui xuống đất để giữ ấm cho cơ thể. Khi bị săn đuổi, chúng có thể tăng tốc và chạy với tốc độ 6 km/h. Khu vực sống chủ yếu của loài động vật này là ở Canada và lãnh nguyên Greenland. Kỳ lân biển xếp ở vị trí thứ 5. Kỳ lân biển còn có một cái tên khác còn gọi là cá voi có ngà. Chỉ sống quanh khu vực Bắc Cực và được nhìn thấy chủ yếu ở vùng biển Bắc Băng Dương, Canada. Kỳ lân biển đặc biệt khi mang một chiếc ngà dài, xoắn và đương nhiên không dùng để làm trang trí. Kích thước dài từ 3-5m và nặng tới 10kg. Cực khủng. Trong mọi cuộc giao tranh với kẻ thù, đây là một vũ khí hữu hiệu. Các nhà khoa học cũng cho rằng những chiếc ngà này thường được các con đực sử dụng trong việc thu hút giống cái. Hôm nay cú tuyết nhà ta sẽ được xếp vào vị trí thứ 6. Đây là loài cú lớn có chiều dài từ 52-71cm và cân nặng từ 1.6-3kg, sống khu vực xung quanh vùng Bắc Cực. Với loài cú này, chỉ có giống đực có màu trắng toát giúp chúng lẩn trốn trong việc săn mồi. Cú tuyết hay săn bắt và ăn thịt các loài thú gặm nhấm như chuột và thỏ. Thôi khi đối tượng của chúng là gà và thỏ. Trong mùa làm tổ và đặc biệt của loài cú này thì chúng sẽ làm tổ trên mặt đất. Mùa sinh sản của cú tuyết diễn ra trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 6 với số lượng trứng khoảng từ 3 đến 11 quả tùy thuộc vào số lượng con mồi. Tập chiếm ở vị trí thứ 7 không ai khác, đó chính là linh miêu Canada. Đây là loài linh miêu lớn thứ nhì sau linh miêu Á Âu. Linh miêu Canada sinh sống ở vùng Bắc Cực, là loài linh miêu lớn thứ hai trên thế giới, thuộc chi linh miêu trong họ nhà mèo. Nhờ vào chiếc chân dài, chúng có thể dễ dàng di chuyển trong khu vực tuyết phủ dày để săn mồi. Cũng giống như cáo Bắc Cực, linh miêu Canada có thể thay đổi màu sắc bộ lông của mình, màu trắng vào mùa đông và màu nâu vào mùa hè để dễ dàng ngụy trang khi chúng săn mồi. Được biết con mồi chủ yếu của động vật này là thỏ rừng dạ hương nà ní à nhầm bò xạ hương. Chúng được cho là loài động vật kỷ băng hà, sống ở vùng Bắc Mỹ cách đây 200-90.000 năm trước công nguyên, cuối thời kỳ băng hà giai đoạn Holocene. Chúng dần di chuyển khắp lục địa Bắc Mỹ sang cả Greenland tại khu vực lạnh giá đầy tuyết. Bò xạ hương có nguồn gốc ở khu vực vùng Bắc Cực thuộc Canada, Greenland và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ở Alaska cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, gần như chúng đã không còn tồn tại. Sự suy giảm nguyên nhân là do tình trạng săn bắt quá mức, nhưng một nguyên nhân khác là được cho là do việc biến đổi khí hậu ở đây. Bò xạ hương sống thành từng đàn khoảng từ 12 đến 24 con vào mùa đông và 8 đến 20 con vào mùa hè. Con đực có vai trò thống trị trong đàn, khẳng định sự thống trị của mình bằng cách khác nhau, có thể là việc gầm thét,
dậm chân xuống đất hoặc dùng cặp sừng của nó để đuổi theo, tấn công, đe dọa một con trong đàn. Ở vị trí cuối cùng không có nào khác chính là nhàn mắt cực. Nhàn hay nhàn nhỉ? Nhàn mắt cực là một loài chim thuộc họ nhàn. Đây là loài chim di cư một cách mạnh mẽ. Chúng nhìn thấy hai mùa hè mỗi năm vì nó di chuyển từ khu vực sinh sản phía Bắc dọc theo một con đường quanh co với các đại dương xung quanh Nam Cực và trở lại. Một chuyến đi vòng khoảng 70.900 km mỗi năm. Loài chim này di trú từ khu vực sinh sản ở Bắc Cực, cận Bắc Cực đến vùng nước quanh Nam Cực. Có lẽ loài này đón nhiều ánh sáng ban ngày hơn bất kỳ các loài nào khác. Chim nhàn Bắc Cực là loài chim có kích thước trung bình. Chúng có chiều dài từ 33 đến 39 cm và sải cánh từ 76 đến 85 cm. Bộ lông của chúng chủ yếu có màu xám và trắng với chiếc mỏ đỏ và bàn chân màu đỏ, chán trắng, cái và chõm đầu màu đen sọc trắng với má trắng. Nhiều con thọ đến 30 năm. Chúng ăn động vật không xương, chủ yếu là cá nhỏ. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay thì hãy like và subscribe và comment bên dưới các ý kiến nhé.